Vâng, xin chào mấy anh em đã trở lại với giải đấu SL Pro League. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với map thiếu thứ hai, trận đấu giữa Windigo Gaming cùng với G2 Esports rồi. Map thiếu nục này được pick bởi bên phía G2. Chắc chắn là họ sẽ phải bắn ở T-side trước rồi. Họ đã có cho mình hai quả smoke trong tay của Amanek cùng với đó là Nexa. Ba player còn lại thì lên giáp và sẽ bắn nhau chính. Trong đó các bên Windigo lên hẳn 5 giáp luôn, không cần một cái kit nào đến từ Windigo cả. Và bây giờ thì bên với G2, họ có vẻ như đang ở khu vực outside có một vị trí fighter của Amanek thôi. Nhưng Amanek lại vừa có được mạng HG rồi. Trong đó những người còn lại đang tràn vào B-Ram. Kalink đã phát hiện ra tình huống này, nhưng không phải là nhảy xuống B-Ram ư? Vâng, vẫn thì đang hầu chậm lại rồi. Có vẻ như muốn quay vào thao không? Không, vâng, chạy vào xong lại chạy ra đến từ bên với G2 rồi. Lừa rồi, nhưng Bubble lại đã đẩy ngược lên. Và tình huống này Bubble đã lộ, đổi được một mạng đến từ Bubble. Bên với G2 họ vẫn đang là lợi thế hơn người, 4-3. Nhưng trong bom xài vẫn còn đến hai người nữa cơ, đó là vị trí Poison. Và Poison đổi 1, đổi 2 và Embiid kết thúc được Amanek chơi 1-0 cho bên phía Windigo Gaming. Chiến thuật nó hơi bị oan tà lò vằn một chút đến từ bên phía G2, và họ đã phải nhận thất bại rồi, 1-0 cho bên phía team Windigo Gaming. 1-0 dành cho bên phía Windigo. Còn bên phía G2 Sports đã có lại chiếm được lợi thế, nhưng rất đáng tiếc những cái vị trí đứng ở trên tầng 2 ở cái khu vực bom Saiya nó đã là quá đẹp. Và bây giờ thì G2 Sports quyết định là eco trắng luôn. Không còn là những cái round mà với CZ giáp 2 kinh điển đến từ bên phía G2 nữa. Và bây giờ thì Winigo họ cũng đang có được cho mình rất nhiều những khẩu súng nó mang tính chất khó chịu như là Scout hay là XM04 đến từ Merbit. Rồi Haji mở màn với mạng của Jack rồi, ngay lập tức anh ta bị đổi mạng bởi các bên G2. Bubble cũng kết thúc được Nexa thành công, đưa về là 3-2. Bây giờ thì Poison tác được một viên vào người của Hunter rồi. Hunter đang rất chủ động di chuyển lên với khẩu P250. Vâng, trên người có khẩu Famas nhưng không cầm mà lại thích cầm P250, nó mới là kỳ lạ. Vâng, có vẻ như khẩu Famas đó hết đạn cho nên Hunter vẫn chưa thể thay đạn được. Nhưng mà Poison có vẻ như đang hơi sai timing rồi. Hunter liệu có thể di chuyển ra đấy không đây? Vâng, Poison đã trèo lên khu vực tower và Hunter cũng đang móc sau. Đây có thể sẽ là một mạng dễ dàng dành cho Hunter, nhưng Poison lại đang đi về. Và một khoảng timing rất là hay ho đến từ Poison. À mà đây, anh ta đã bị lộ. Và round thắng thứ hai dành cho bên phía Windigo. 2-0 rồi. Round đấu tiếp theo, G2 Esports vẫn có thể sẽ full bài được. Và liệu một round full bài như thế này, G2 có thể đem về được một round thắng hay không đây? Khi mà Windigo bây giờ những khẩu súng họ đang giữ lại thì đang là Famas, UMP và một khẩu XM đến từ Merbit. Poison đã có một khẩu AUG rồi, một khẩu súng sẽ đem lại một chút lợi thế cho các thành viên Windigo. Khi mà khẩu AUG để kêu ở outside cũng sẽ rất khó chịu. Rất nhiều smoke ném ra khu vực A-Long đến từ bên phía G2. Nhưng mà có vẻ như vừa rồi Bubble đẩy lên và đã bắn yếu được vị trí của Amanek rồi. Ném smoke A-Long nhưng một tình huống đẩy ra ngoài outside của Windigo đã ép cho bên phía G2 Esports phải thụt vào. Và có vẻ họ sẽ đánh về công ty Ram. Nhưng vẫn còn Kalik ở đây, Kalik có một thôi. Bắn yếu được cả vị trí của Nexa. Nhưng các thành viên G2 đang di chuyển rất nhanh về khu vực bom side B. Vâng, Amanek bây giờ đang kê lại móc ở trên nóc silo. Và bây giờ liệu có check kỹ hay không? Không check kỹ rồi. Một tình huống bắn thẳng từ trên xuống của Amanek rất dễ dàng. 4-3 rồi, C4 đã được đặt thành công. Và bây giờ thì ba người của Winigo đang phải retake về cùng nhau. Nhưng cái việc súng yếu hơn như thế này nó sẽ rất khó khăn để retake. Kennedy cùng với Hunter này có góc đứng đẹp. Và bây giờ thì Kennedy cùng với Hunter mỗi người chỉ đổi được một thôi. Một mình Poison 1-2. Hai player của G2 Esports thì đã yếu máu. Poison trên người có kit, có lửa để có thể check, nhưng không có smoke để che lại quả C4 này. Sẽ là khó khăn để Poison với góc đứng kẹt đôi ư? Đúng rồi. Và Amanek là người kết thúc Poison. Đây là thắng đầu tiên dành cho mình với G2 Esports. Vâng, một round đấu đầu tiên này cho bên phía team G2 rồi. Round thiếu đầu tiên thì G2. Nhưng mà bên phía bên Windigo thì họ vẫn còn một số lượng tiền gọi là khứa khứa. Có thể là bài đường bên Windigo. Bây giờ thì Windigo họ đang có ốp trong tay của Poison. Nhưng các player còn lại thì nó có vẻ hơi bị ngược một tí. CZ, DE, Famas và XM rồi. Poison cầm off đẩy ram khá đáng sợ luôn. Có một người đẩy cùng nữa, đó chính là vị trí Kalik. Có người kê lại dành cho bên phía team G2 rồi. Kalik đang đẩy ra một vị trí rất đẹp theo cái timing này. Nhưng mà Jack vừa rồi check vào nhưng không thành công rồi. Kalik không thể có thêm mạng nữa khi mà anh chàng này đã nằm xuống Manexa. 4v4 rồi.
Bây giờ thì tiếp tục là đẩy tiếp lên khu vực H của Mbit với khẩu XM. Góc đứng này nó quá đẹp cho khẩu XM này rồi. Nhưng các tay vợt N2 lại di chuyển ngược ra ngoài outside và có vẻ như sẽ là muốn set up smoke lên khu vực A-Long. Vâng, ở outside đã có vị trí của Armanic đang chờ sẵn rồi. Thậm chí là họ có vẻ như đang muốn tràn chay. Họ đang muốn tràn chay bắp bồ kê một cái khe hẹp để lấy thông tin thôi. Và cái khe này nó đã cho rất nhiều thông tin, có vẻ như biết rằng ba người đi qua rồi. Không thể biết được khi mà vừa rồi góc kê đó là góc kê rất hẹp. Vâng, Bubble đang phải di chuyển vị trí đi. Vâng, gọi người về khu bom xe B. Nhưng người iSport thì họ đang muốn đảo hướng lên khu bom xe A kia kìa. Winnie Gaming thì có vẻ như đây sẽ là một tình huống bắt bại sai rồi. HG đang ở trong khu vèn. Hunter vẫn đang có tình huống di chuyển là đẹp với cái bài di chuyển này của G2 iSport. Đang có hai người thông lên khu Heaven rồi. Bom xe A sẽ gặp khó hơn bao giờ hết. Vâng, Bubble. Vâng, Bubble đã bị lộ vị trí rồi và Armanic kết thúc Bubble thành công. HG sẽ là key player Winigo trong tình huống này. Nằm xuống rồi và có vẻ như đây sẽ là dấu hiệu mang thông báo là trò chơi chấm dứt dành cho Winigo Gaming. Hai đều tới G2. Bên phía G2 Sport nó có pha di chuyển có vẻ là mang tính chất hack não Winigo rất nhiều. Họ di chuyển vào bên phía Gara và lừa cho Winigo tưởng rằng G2 sẽ đánh về B. Và khi mà đội hình của Winigo họ đang bị xáo trộn để có thể bách về bom side B thì bên phía G2 lại đánh ngược với bom side A và đánh vào cái vị trí rất yếu hiểm đó là tower. Bây giờ thì G2 sẽ có được vào hàng thứ hai thôi. Poison cũng sẽ xếp được ôm thành công và liệu Mbit có bắt được cái mạng nào không đây. Vâng, với khẩu XM này thì hốt mạng nó cũng sẽ là khá nhiều tiền nha. Bây giờ thì có một mạng rồi. Bây giờ thì tiếp mạng thứ hai luôn. Một cái lượng tiền rất lớn của Mbit, 1800 không có mạng thứ ba, khá là đáng tiếc. Nếu anh ta giữ lại được khẩu XM này thì ra đấu sau G2 cũng sẽ gặp rất nhiều với sự khó chịu. Ít nhất thì G2 cũng đã san hòa tỷ số 2 đều rồi. Round đầu tiếp theo bên với Winigo họ sẽ hát bài với lục và giáp thôi. Khẩu XM này là một khẩu súng mà tôi cảm thấy nó hơi bị ảo ma một tí. Những cái tình huống bắn xa của XM nó vẫn rất chuẩn và thậm chí là bắn liên tục được nữa, cho nên là bắn ở cái tầm nó khoảng hơi xa hơn một tí thì vẫn có thể đấu lại được với những khẩu rifle chứ không như những khẩu shotgun khác. Vâng, và bây giờ thì bên phía của Winigo họ các player khác thì cầm lục thôi. Mbit trên tay vẫn là khẩu XM 014. Poison thì là khẩu ốp xếp được từ round đầu trước trong cái G2. Trên Hunter thì vẫn là một khẩu Mark 10 để có thể entry đi đầu. Nhưng bây giờ thì G2 họ đang tụ tập khá nhiều ở cái khu outside này. Chủ động ném smoke che lại Gara cùng với đó là mini rồi. Có cả lửa và secret nữa và Poison chắc chắn sẽ phải lùi về thôi. Một quả lửa rất chín và Poison mất đi đến hơn 60 máu rồi. Hunter đã chiếm được Gara hoàn toàn nhưng mà ở dưới khu vực chân Heaven có người. Đó là anh chàng Bubble. Nhưng anh chàng này chỉ có một khẩu P250 rồi. Và thôi anh em, đây là một khẩu P2000. Armanic hạ gục được Bubble thành công rồi. Hunter đã treo lên của Heaven. Trong bom giải A có đến 3 thành viên đó. Mbit thì vẫn đang cầm cái khẩu súng XM1014 này ở vị trí H. Hunter sẽ có ít nhất là một bạn rồi. Và rủ nhau đẩy Nexa. Đó, người xây lỗi đến từ anh chàng Nexa rồi. Đang đẩy vào đến từ Kenneth và biết ít nhất là có hai người ở khu nhà xanh. Jack đang di chuyển một vị trí đẹp rồi. Armanic kết thúc được một người. Armanic đang sấy. Nhưng đó là một nhấp nhá rất khó chịu của anh chàng Kalik. 3v3 bom đặt thành công và liệu rằng video của mình có quyết định là bắt súng đối phương hay không đây. Bây giờ thì Covid đang ở khu hát. Nhưng bây giờ Kalik có được cả bảng Kenneth rồi. Một tình huống Kenny sấy lỗi quá trời ơi. Kalik không có giáp và đã yếu máu rồi cơ mà. Bây giờ thì thời gian xây bốn còn một nửa thôi. Bên phía Winigo, Mbit đang lao vào đầu tiên nhưng trên tay Mbit lại một khẩu XM. Jack có được một góc đứng khá đẹp ở đây và còn một mình Poison. Vâng, Poison sẽ phải đi xếp khẩu ốp này tiếp thôi. Không thể làm được gì hơn nữa. Bên phía G2 Esports họ cũng giữ lại được hai khẩu AK tay của Jack cùng đó là Hunter và đem về được cả round thắng thứ 3 rồi. 3 dành cho bên phía team G2. Nhưng một số lượng tiền tiếp theo mà Winigo Gaming có trên người thì đó là những số lượng tiền không đầy đủ full bài. Liệu rằng Quinigo có tiếp tục có một round thi đấu lục giáp hay không đây? Lục giáp thì sẽ là hợp lý hơn. Họ sẽ để cho đối phương lên 4 trước và sẽ giành giật lại những lợi thế đầu round. Và round full bài tiếp theo.
Vâng, và Winigo quyết định full bài luôn rồi. Mặc dù số lượng tiền trên người của họ là không có là quá nhiều, nhưng vẫn kịp lên đến 2M4 đến từ bên team Winigo Gaming. Một quả smoke để gây áp lực ra của outside, nhưng Hunter đã trèo lên nóc silo và biết là khu vực outside đang clear rồi. Nóc silo nhìn xuống là sẽ có tầm nhìn rất đẹp, nhưng lần này thì Poison đã vào đến hụt Gara, bắn off của Gara. Winigo Gaming họ đang bỏ hoàn toàn khu bom CB, sẽ là những tình huống retake từ khu Ram về đến từ anh chàng Kalik và Bubble. Và một round Winigo họ đang rất yếu lịu. Bây giờ thì họ chỉ có một quả smoke của Morbid cùng với lửa của Kalik thôi. Vâng, mà nếu như mà Poison vẫn chảy cối của Gara thì quả smoke sắp tới mà vừa trả ra sẽ gần như là phế thôi. Poison có một mạng Hunter rồi, phát hiện luôn người trên nóc silo. Tôi đang chưa hình dung ra là tại sao Hunter sẽ bị nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi. Đi một quả smoke luôn đến từ Poison, nhưng liệu rằng đây là quyết định liều lĩnh không đây? Poison sợ rồi, đang lùi về khi mà team đang có lợi thế hơn người đến từ Winigo Gaming. G2 đang di chuyển secret và sẽ là đánh về khu vực bom side B cùng nhau. Ở trong khu vực bảng điện tử thì đang là Bubble sẵn với khẩu M4S rồi. Không, đó không phải là bảng điện tử, đó là cái hốc ở dưới rồi. Đây là cái hốc ở dưới và nhìn radar nó hơi gần nhau một chút, nhưng Amanek sẽ mở cửa. Và liệu có ai check vào vị trí của Bubble hay không đây? Bubble vẫn đang nấp rất kỹ và Nexa sẽ là con mồi đầu tiên. Bubble có một mã ngay lập tức bị nằm xuống bởi rách rồi. Quả C4 nó rơi ở trên. Quả C4 rơi ở góc khó dành cho bên phía G2. Và bây giờ Kalik đang cố gắng kề lại. Đã thấy rách chưa? Rất may là đã có quả smoke che lại. Và quả C4 vẫn sẽ được đặt cho bên phía G2 rồi. Rất Kalik đang chủ động đẩy vào. Nhưng đó là double kill dành cho Kenny. Và có triple kill không đẩy mờ bị sẽ phải cầm khẩu ốp này và đi save cho Poison rồi. Nhưng liệu có save đến không? Bây giờ thì là một mạng nữa dành cho Morbid, nhưng là round thắng thứ tư dành cho bên phía G2. Winigo Gaming họ sẽ có round thi đấu để thua rồi, và khả năng cao là họ sẽ bị dẫn G2 dẫn trước với tỷ số là 2-5. Khi mà ở trong round tiếp theo thì Winigo Gaming mặc dù với lượng con nút tiền sắp tới được cộng vào thì họ sẽ không đủ để full bài nữa đâu. 4-2 là điều chắc chắn dành cho G2 Sport rồi. Tính đến thời điểm này HG 2 mạng, Jack 2 mạng. Còn bên phía Poison thì đã có đến 7 frag rồi. Vâng, với cái việc là bên phía G2 Sport họ thắng được 4 round sớm như thế này thì những cái round đấu tiếp theo của G2 sẽ thi đấu dễ thở hơn khá là nhiều. Và với cái kết thúc khoảng 6 đến 7 round ở bên T-side, nó sẽ là một cái lợi thế lớn dành cho bên phía G2 sau khi họ được chuyển sang CD. Thậm chí có thể là họ sẽ dẫn trước đối phương sau lượt first half này, nó lại là một cái điều quá tuyệt vời. Khoảng cách hiện tại đang là 2 round dành cho mình với G2. Winigo họ đang gặp khó khăn hơn khi mà liên tục phải mua súng to như vậy, lượng lựu lại yếu, cho nên bên phía G2 họ tận dụng quả smoke và chiếm được những cái vị trí đẹp rất đơn giản. Bây giờ thì Winigo sẽ xử lý như thế nào đây? Vẫn quyết định là mua bằng sạch tiền luôn. Bubble 3200 có mua nốt hay không đây? HG và Kalik thì đã có M4 rồi, nhưng chỉ có Morbid và HG là full lựu rồi. Kalik và Bubble đã mua thêm một khẩu Farmat, nhưng cũng chỉ là một quả smoke trong tay của Kalik. Bây giờ thì là 3 quả smoke ném ra ngoài trên một outside, nhưng Poison đã kê trước với ốp rồi. Và bên phía của G2 họ có vẻ như đang hơi chủ quan khẩu ốp trong tay của Poison, nhưng Hunter đã xuống được secret thành công. Bây giờ Hunter sẽ đối đầu với Bubble, và Bubble ngay lập tức khiến Hunter phải trả giá khi mà trên tay Hunter chỉ làm khẩu Mark 10. Bắn nhau với Farmat sẽ rất khó. Vâng, bây giờ thì G2 đã quyết định đánh ngược về khu vực bom xe A, nhưng các vị trí của bom xe A bên phía Winigo nó vẫn đang khá là đẹp rồi. Vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho bên phía team G2 Sport. Nhưng đây là một round thi đấu 3v5. Một quả nick đang chuẩn bị để ném ra để phá cửa vàng đến từ anh chàng Nexa rồi. Nhưng ngay cạnh cửa vàng thì đó chính là HG. Nào, 1, 2 and 3. Ai sẽ là người có mạng đây? HG ơi, HG hay là Kenyx? Một mạng rồi, đóng cửa treo. HG có hẳn 2 mạng luôn, cho gọi là cẩn thận. Nexa lộ vị trí rồi. Dưới ven có người. Nexa, và Nexa có được một mạng đến từ vị trí Nexa trước khi bị kết thúc với Bubble. Round thứ 3 đã thuộc về Winigo Gaming. Ba bốn rồi, bởi vì Winigo rút ngắn khoảng cách xuống còn một round, và nó cũng sẽ là cơ hội gỡ hòa khi mà cái lượng tiền của bên phía G2 nó đang không phải là quá nhiều. G2
này vẫn có một vài player nhiều tiền, Kennedy hay Armanek. Nhưng Jack, Nexa và Hunter thì không còn nữa. Còn đây là một round mà G2 Kennedy đã có ôm, Armanek thì là có NG. Nhưng Jack và Hunter lại chỉ mang 10 thôi. Vừa rồi Hunter ăn một nết khá là đau và chỉ còn cho mình 43 HP. Một quả nên trả cho thằng mình rất khó chịu. Vừa rồi Poison có được mạng Hunter. Đó là một pha spam trong trường mốc thì phải. Nhưng Poison có tiếp tục với mạng của Jack. Trời ơi, hai pha spam qua smoke và trúng cả hai, lợi thế hơn người quá lớn dành cho việc Windigo rồi. Bây giờ thì Kennedy cố gắng pick lại cái khu vực cửa đôi này, nhưng mà đó là mạng dành cho HG cơ. Càng ngày càng khó dành cho bên phía G2. Sẽ là round thằng thứ tư thuộc về Windigo thôi. Khi mà các thành viên Windigo bây giờ 5 người vẫn còn đang 100 HP đầy đủ và vị trí vẫn đang rất chắc chắn. Vâng, thế trận đảo chiều nó cứ có phải gọi là 180 độ đến từ bên phía team Windigo Gaming. Nhưng tưởng là G2 Esports sẽ có được 5 round thiếu đầu tiên, nhưng không. Windigo Gaming họ đang gây một cái bất ngờ rất lớn đến từ bên phía G2. Và đây là một tính run boot để cho bên phía Heaven không thể nhìn xuống Gara. Rất thông minh đến từ bên phía team G2. Nhưng mà họ sẽ di chuyển đi đầu về đầu đây. Khi mà Windigo Gaming họ đã đẩy được những vị trí là rất đẹp rồi. Ram cũng đã đẩy về lobby và Merbit cũng đã đẩy thành công rồi. Bây giờ thì vị trí của G2 Esports sẽ bị đoán ra ở ngoài outside thôi. Armanek vẫn đang muốn bỏ đi để pick người cùng với khẩu SG-53 này. Hơi khó khi mà Nexa vẫn đang bị kẹt ở ngoài khu vực Gara cơ. Armanek đã bị lộ vị trí rồi và đó là bắn tốt của Poison. Các vị trí rất dễ đọc đến từ bên phía team G2. Bây giờ thì Nexai ra cần phải chết nhanh hơn, hoặc round đâu sau vẫn sẽ là cái giáp và khẩu DE này thôi. Quyết định là giữ lại giáp và DE rồi, liệu có nhặt được khẩu súng nào hay không đây. Bây giờ Bubble đang di chuyển ra, nhưng rất may mắn là Nexai cũng trốn về được một góc đẹp rồi. Chúng ta được xem lại những cái tình huống spam của smoke của Poison. À, cái tình huống sau thì thấy chỏng đầu nhưng võ vẫn làm pha flick quá hay của Poison. Hai cái mạng vừa rồi nó đem về lợi thế quá lớn cho bên phía Windigo rồi. 4 đều. Bây giờ G2 Sport chỉ có một player duy nhất là Nexa có DE và giáp thôi, nhưng lặn là không có tiền. Sẽ là round đấu sau sẽ là một round mà bên phía G2 họ mua không được đồng đều. Bây giờ thì bên phía G2 mục tiêu duy nhất của họ sẽ là đặt được quả C4 đem về tiền để ra đấu sau có thể full buy đầy đủ hơn, thậm chí có thể là ốp dành cho Kennedy. Liệu có đạt được hay không đây, khi mà bên phía Windigo chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào công ty Rem thì không thể vào ngay được, thì một quả lửa của Kalik trả cho tham mình rất khó chịu. Thêm một quả smoke nữa được dập vào và khiến cho bên phía G2 sẽ phải đứng hầu lại thôi. Họ đang di chuyển ngược ra khu vực H. Liệu có muốn đánh vào bom xe A không đây? Những góc đứng ở trên nóc nhà vàng hay là tầng 2 ở trên bom xe A nó vẫn đang là những góc đứng rất khó để có thể bắn nhau với bên phía G2. Và thậm chí là có cả một khẩu XM 014 của Burbit nữa. Khẩu XM này G2 mà di chuyển vào nó không khác gì là hiến tiền cho bên phía Windigo cả. Vâng, bây giờ thì có một người của G2 di chuyển ra anh Long rồi. Một pha di chuyển rất tự tin, rất may là Poison đã không kịp bắn. Vâng, biết rằng có một khẩu ốp ở A-Long mà không thể di chuyển ra được nữa. Vâng, liệu Nexa có muốn liều mình tiếp hay không đây? Nexa cũng chỉ còn 19 HP rồi. Khẩu DE là khẩu súng duy nhất có thể bắn lại với ốp trong tình huống này. Poison vừa bị cấu máu yếu đến từ chàng Nexa rồi. Nhưng G2 Sport đã có một người nhảy xuống ven, đó là Kennedy. Vâng, đây quyết định nhảy xuống ven đặt bom rồi. Armanek kết thúc các gì, nhưng Merbit vừa bắt đến Jack thành công. Nhưng cũng sẽ chỉ là những búng cây tiền cùng với khẩu súng XM. Ôi trời ơi, cái ông Armanek này vừa chạy vừa bắn với khẩu PA50 thì đạn cứ bay lung tung, nó cứ gọi là bay tứ tung thôi. Vâng, hết đạn với khẩu PA50 thì rút dao ra định chém đối thủ. Ừ, nhưng mà đối phương thì có phải là mấy ông chơi B5 đâu mà dễ chém đến như thế. Rất may là Armanek không xiên kịp. Rút ra ra nhưng mà không xiên kịp. Và đây thì sẽ ra thứ 5 dành cho bên phía Windigo rồi. Năm 4 này cho bên phía team Windigo Gaming. Tới đến thời điểm này thì Jack mới chỉ có 2 mạng rồi. Bên phía Windigo Gaming thì họ rất vượt trội bên phía CitySide. Poison đang di chuyển rất mượt mà và đẩy ốp vào trong lobby luôn.
1 phút 42 giây, một khoảng thời gian rất dị đến từ chàng người Bulgari này. Vâng, Poison liệu có phân pick được ai không đây? Bên phía G2 đang di chuyển khá cẩn thận, họ muốn đi ra ngoài outside, có vẻ muốn vây về mini rồi. Vâng, Hunter bắt đầu nhảy xuống và đó là một tình huống bắn tốt của Hunter, nhưng có Bubble đổi bàn thành công. Bây giờ thì Bubble anh đang làm một cái double kill rồi. Tiếp đó thì vị trí của Bubble vẫn đang rất khó chịu. Poison vừa kết thúc được Kennedy, Nexa nhảy xuống ven và có vẻ như sẽ là đánh về khu vực bom site B. Nhưng bây giờ thì Armanek đang là biter. Armanek hay là đổi là mạng của Bubble, nhưng vẫn đang là 3v2 cho bên phía Winigo lợi thế hơn người. Biết rằng đối phương đã bỏ về, Kalix xuất hiện kịp thời rồi, nhưng đang có một quả smoke che lại. Nexa di chuyển được ra nhưng có đối thủ ở trước mặt, và đây là double kill dành cho Nexa. 2v1 lợi thế hơn người dành cho mình với G2 Esports và con của mình Kalix. Kalix bây giờ nằm xuống bên Nexa và đó là một cái triple kill để mình đoạt thắng thứ 5 cho mình với G2. Vâng, rất bất ngờ, cứ tưởng là lợi thế lấy đồng hiếp yếu của Vidigo sẽ làm được thôi, nhưng Nexa một tình huống xử lý rất hay ở trong cái cục phòng tay đồ vừa rồi, một tình huống mà chỉ có khẩu mark 10 thôi đã làm đến đời rồi. Tập hồi của nó phải gọi là rất bất ngờ, rất trí cực kỳ nhiều não luôn, chứ không giống như cái thằng trí vừa cạnh tôi. Là tôi thì tôi giả là tôi hài mồm luôn, cần gì phải nấp như cái ông này. Bây giờ thì Tactical Tabao đến từ G2 rồi. Một round mà Nexa cùng với đó là Armanek đã thi đấu quá tuyệt vời. Liệu rằng bên phía G2 Esports họ có được cái bài đánh nào mới nữa hay không đây? Winigo thì bây giờ cái lượng tiền họ cũng bắt đầu hết rồi. Đây sẽ là một key round. Mỗi người 2 thắng round này, round sau hoàn toàn có thể ép cho bên phía Winigo phải chơi với những khẩu lục thôi. Bây giờ thì đang là một quả smoke được ném vào cái khu vực che lại cái khu vực phòng thay đồ để có thể di chuyển qua luôn. Và một quả smoke cũng khá là cầu kỳ đến từ bên phía G2. Nhưng mà bên phía của Winigo cũng đã có người secret chờ sẵn rồi. Vừa rồi thì là một tình huống đẩy B-Ram nhưng không phân tích được ai cả. Bubble có được mạng Hunter và muốn móc vào mini, nhưng đây là một góc bắn treo cánh quá đẹp và ba người nữa của G2 phải nằm xuống. Bây giờ thì không phải Armanek nữa mà đó là Kennedy cùng với Nexa, liệu có thể phối hợp và đem được một round thắng nữa hay không đây? Nào, lại là Nexa, lần này thì làm một round khó hơn 2v5. Liệu rằng họ có làm được không đây? Poison đang kê op trực diện vào cái khu cửa xanh này rồi. Nexa bỏ ra không khác nào tự sát, Nexa đổi hướng về cái khu vực ngoài outside rồi. Trên người của Nexa đang có lửa và smoke, không biết rằng Nexa sẽ tận dụng cái nguồn tài nguyên của mình là như thế nào đây. Thời gian còn đó là 50 giây. Nexa và Kennedy đang rất đơn độc ở trong round thứ 11 này. Kennedy vẫn đang muốn phân pick với khẩu ốp, nhưng sẽ pick với ai đây, pick mạng nào đây, khi mà Winnie của mình họ đã có quá nhiều lợi thế và họ sẽ không để mất cái lợi thế này đâu. Kennedy vẫn đang cố gắng pick thêm được một ai đó, nhưng những cái góc đứng của Winnie Go đang là rất đẹp rồi. Thời gian thì ngày càng cận kề, chỉ còn 20 giây thôi. Có vẻ như Kennedy cùng với Nexa quyết định là xếp súng luôn, khi mà cái khẩu ốp này nó cũng đang rất đắt giá. Nhưng mà Kennedy flick trượt rồi, cái góc đứng này rất khó để có thể di chuyển ra. Anh ta đang bị dí vào và vậy là rất nhiều tiền dành cho Mermit. Chỉ cần một mạng với khẩu XM này thôi, một lượng tiền cực kỳ lớn được đem về, và thậm Mermit hoàn toàn có thể nhặt khẩu ốp này đưa về một cái tăng tiếp 2 ốp cho bên phía Winigo. Nhưng không, với Mermit thì khẩu XM 014 còn xịn hơn khẩu ốp rất nhiều. Sáu năm thì cho bên phía Winigo. Ngay sau khi mà họ để thua một cái round hơn người, một cái round mà đã có rất nhiều lợi thế, thì ngay lập tức Winigo cũng thể hiện rằng họ sẽ thi đấu chắc chắn hơn. Đây, chúng ta được nhìn lại, vừa được nhìn lại những cái tình huống bắn tốt của Bubble khi mà bắn kẹp chéo với mini. Thường xuyên là các thành viên G2 họ không check được góc này. Bây giờ thì G2 tiếp tục họ vây được khu vực outside rồi. Kennedy đang rất tự tin với khẩu DE. Poison đã phải lùi về. Poison vị trí này không có ai hỗ trợ cả, cho nên cũng không nên bắn quá liều lĩnh. Đây là một round của G2 Esports, họ chỉ có cho mình những khẩu DE thôi. Nexa là player duy nhất lên AK cùng với đó là giáp 1, mà cũng chỉ có một quả smoke trong tay của Nexa thôi. Có vẻ như bên phía G2 họ đang muốn đánh về bom xe AU, khi mà quả smoke này sẽ được dùng để che mini, hay là họ sẽ đánh về khu vực bom xe B đây, thì mà cũng có khá nhiều thành viên của G2
giữ lại ở khu vực Trophy. Bây giờ thì ở khu vực Biren, Kalik cũng đang có góc ngắm đẹp rồi. Và liệu G2 có hoàn thành được cái mong muốn hay không đây? Nexa đang đi đầu để pick người, nhưng có vẻ như Nexa sẽ bị pick lại rồi. Quả lửa trả ra là rất khó chịu đến từ anh chàng Kalik. Nhưng chàng Kalik đang bị focus vào rồi. Có ai về cover cho anh chàng Kalik này không đây? Nexa đã bị bắn yếu máu, giáp 2 với 15 máu. Hơi khó làm điều gì đó, nhưng Hunter đã nhảy vào đến khu Fortedo ngoài outside rồi. Poison đang đấu trí với Hunter, phát hiện được ra rồi. Hunter câu báo yếu và Hunter nằm xuống bên trạm Bubble. Chạm từ cửa vàng ra, HZ đợi sẵn rồi. 3 mạng dành cho vị trí HZ. Những tình huống xấy rất đơn giản thôi khi mà đối phương đã thành một hàng rồi. 7 năm rồi bên phía Winigo Gaming liên tục là những cái nào mà họ thắng khá là chắc chắn, và họ bắt đầu bắt nhịp được cái trận đấu này. Mình với G2 round vừa rồi cũng chỉ có lục thôi, cho nên cũng không có quá nhiều cơ hội. Round tiếp theo thì G2 họ cũng sẽ full bài đầy đủ được. Chỉ hơi đáng tiếc là Nexa trên tay sẽ lại là một khẩu mang 10 thôi. Kenny thì liệu có một bắn ốp không giáp hay không đây? Giờ bên phía G2 không có ốp cho Kenny rồi. Khẩu Mark 10 thì sẽ ở trong tay của Amanek. Sau 13 round đấu, ZZ chỉ có 2 mạng và chết đến 11 lần. Kenny cũng chỉ có 3 mạng thôi. Hunter thì khá khẩm hơn một chút với 5 mạng. Còn bên phía G2 đang phụ thuộc rất nhiều vào Amanek cùng với Nexa ở trong cái map thi đấu này. Bên phía Winigo thì họ đang bắn đều nhau hơn khá nhiều. Và bây giờ thì bên phía G2, vậy là họ chỉ có 2 của Mark 10 của Amanek và Hunter. Các player còn lại thì cầm DE và Kenny là người cầm AK. Mua cái lượng tiền cũng phải không được đồng đều cho lắm, nhưng vẫn quyết định đánh vào đến thì G2. Còn bây giờ mơ biết sai ta mình rồi, nhưng Bubble thì lại làm đôi. Ở trong bom xe A, các player đang bắn khá là chắc tay. Và bây giờ Kenny vẫn muốn ghi và hát gì, nhưng Poison đã xuất hiện trong bom xe. Cộng thêm cả mình Kali hỗ trợ nhưng không thể làm gì hơn nữa. Và cuối cùng thì Poison, anh đem về ra thằng thứ 8 cho bên phía Windigo. 8 dành cho bên phía Winigo Gaming rồi. Không biết là G2 Sport có bằng lòng với việc có 5 round thiếu chiến thắng không đây. Với việc bắn bên phía T-side lên được 5 round map lúc thì nó cũng sẽ gọi là một cái điều gì đó có thể gọi là tạm chấp nhận được rồi. Nhưng mà với những cái sự thể hiện như thế này, tôi nghĩ rằng là Winigo Gaming họ sẽ ăn được 10 năm ở hiệp thứ đầu tiên. Round thi đấu này, round thứ 14 của G2 Sport, họ đang phải nhận những áp lực ở ngoài outside. Bubble đẩy vào vị trí cửa cái khu secret rồi, một vị trí đứng rất đẹp của anh chàng Bubble. Và đây là lần đầu tiên mà Winigo Gaming sử dụng cái góc thi đấu này. Dự đoán của tôi là Bubble sẽ ăn được ít nhất 2 mạng của Chí thì sao? Vâng, bây giờ thì tôi cũng dự đoán rằng Bubble cũng hơn thế nữa cơ. Bên với G2, những cái tình huống mà trade kill với nhau của họ nó đang thật sự là không tốt. Và những cái vị trí đứng của Winigo chỉ cần những kẹp treo cũng đơn giản thôi, thì sẽ khiến cho bên phía G2 Sport gặp rất nhiều những cái vấn đề, những cái sự khó chịu. Và bây giờ thì đang là những quả smoke để ném vào che lại khu vực A-Long để di chuyển vào secret. Nhưng góc đứng này của Bubble là khá đẹp rồi. Và liệu bên phía G2 để di chuyển được hay không đây? Time chỉ còn 50 giây thôi. Còn G2 họ đang di chuyển rất chậm rãi, vẫn đang chờ những quả smoke được ném ra. Bây giờ thì tiếp tục có smoke được che lại A-Log. Bubble sẽ có thông tin cho những người đồng đội của mình. Kenny đang di chuyển lên. Còn Tiến Tế mất Kenny đi đâu rồi? Và đó là double kill dành cho Bubble. Đúng như lời của Ngô dự đoán, nhưng bây giờ dưới hành lang vẫn còn HZ. Góc đứng là đẹp rồi, và một mạng nữa dành cho mặt HZ. Double kill rồi. Một mình Nexa thì lại đang walk ở trên khu bom xe A. Và bây giờ Nexa có lẽ là lại đi xếp khẩu AK này thôi. Cơ hội dành cho Nexa bây giờ là bằng không rồi. Round tiếp theo sẽ ra được cuối cùng đó. Nexa tình huống 1v3 khó rồi. HZ cũng không có lửa nhồi ra nữa. Và đó là mạng của HZ rồi. 9 dành cho bên cái Winigo Gaming. Và có lẽ là 10 năm hay là 96 đây Chí ơi. Tôi nghĩ rằng là Winigo có được 10 vào thắng sau khi vừa giáp rồi.
G2 Sport những rào đấu này họ đang thể hiện không tốt một tí nào cả, trái ngược hoàn toàn với các thành viên Winigo. Chủ yếu là đến từ những cái tình huống bắn nhau nó đang yếu hơn rất nhiều. Kennedy sách cùng với đó là Hunter. Ba player này mà bắn được nhiều mạng hơn một chút rồi thì hoàn toàn có thể đem về được những rào thắng quan trọng. Và bây giờ Amenek đang di chuyển ra ngoài khu thùng đỏ, nhưng có rất nhiều tiếng đã lộ và bên phía Winigo có đến hai người đẩy ra outside. Bubble chủ động bò qua rồi, nhưng đây chỉ là một mình Amenek thôi. Những người còn lại của G2 đang đánh về khu vực bom sai A. Có vẻ như Winigo họ đang bị thu hút sự chú ý quá nhiều vào vị trí của Amenek. Và bây giờ thì có một lượt Bubble trả ra rất đúng tầm hình. Hachi đang móc ngược lại rồi và bây giờ thì sẽ lại là nguy hiểm cho các thành viên G2 Sport. Bắt đầu mở cửa và tràn vào. Bubble có mạng đấp bộ kill dành cho Bubble với một pha transfer quá tuyệt vời. Kennedy lộ và đó sẽ là đòn thắng thứ 10 dành cho Winigo. 10 năm rồi Winigo gaming rồi. Và hôm nay tự nhiên tôi lại dự đoán đúng quá Chí ơi. Vừa nãy thì Bubble làm 2, bây đúng giờ là tỷ số 10 năm. Bây giờ thì chúng ta phải đợi xem Chí dự đoán như nào ở cái hiệp thiếu thứ 2, nhưng sẽ là một dự đoán sau 2 phút nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta cũng trở lại với lượt second half, trận đấu giữa G2 Sport cùng đó Winigo thôi. Bên với G2 thì ở lượt first half nó thể hiện khá tốt ở cái round thi đấu đầu. Nhưng ngay khi mà Winigo họ vững chắc lại tâm lý, họ có được những cái góc bắn tốt thì họ đã đem về đến tận 10 round thắng rồi. Nhưng bây giờ sẽ là một câu chuyện khá là khó khăn khi mà G2 được chuyển sang City Side. Nếu thắng được round pistol này, G2 hoàn toàn có được một cái cơ hội để comeback.
và chúng ta cùng xem nào. Bên phía G2 họ đã mua cho mình 4 giáp và 1 kit khá là cơ bản. Trong đó Winigo họ mua cho mình toàn smoke để đánh vào vùng bom xe A luôn. Có một smoke mini nhưng Hunter làn đôi rồi. Góc đứng Hunter là quá đẹp và quả C4 rơi cực kỳ khó, và round thắng pistol sẽ thuộc về bên phía G2. 60 rồi, cơ hội comeback dành cho G2 là đây chứ đâu. Chỉ cần thắng round pistol thôi, hoàn toàn nó có thể nó sẽ là 80. Sau đó thắng thêm một round full bài nữa thì sẽ là gỡ hòa 10 đều. Rồi, chúng ta xem lại cái round vừa rồi. Hunter có được một cái pha di chuyển gọi là móc ra sau lưng đối phương, khi mà Amanek lại là vị trí hút đạn ở trên nóc nhà vàng. Bây giờ thì đến phía của Winigo đang quyết định là fork buy luôn với những khẩu lục DECZ và Tech 9. Trong đó G2 mua rất nhiều SMG để có thể hold eco. Kenneth lên một khẩu scout chứ không phải là op. Nexa thấy tình huống mở cửa, các đội viên Winigo bắt đầu tràn vào A rồi. Nexa xảy hơi lỗi, anh ta chỉ còn 16 HP thôi. Bây giờ thì Amanek cũng xuất hiện nhưng Amanek làm đôi. Đó là một tình huống Chamber Spray với một khẩu UMP quá tốt của Amanek. 70 dành cho bên G2 Sport. Round đầu tiếp theo Winigo sẽ phải eco trắng rồi khi họ không đạt được quả C4. Transfer với cầu UMP45 lần gần nhất tôi nhìn thấy một player bắn UMP45 ghê như thế thì đó chính là chàng trong xin rồi. Ngồi dừng phá cửa vàng ra muốn chạy đi nhưng quả bom rơi vị trí là rất đắc địa rồi. Hunter làm hai khẩu M4 sai lần bất chấp việc là mình mù trắng xóa. Kenneth hạ Waxi Amrex với khẩu Tech 9 này đã phải nằm xuống rồi. Ôi không, đó chính là anh chàng Hunter thì đúng hơn, nhưng không sao cả, đã có một người cầm M19 trả mạng lại cho anh chàng Amrex rồi. Và đó là round thi đấu thứ 8 dành cho bên phía của G2. Vâng, round đấu tiếp theo bên phía của Winigo sẽ full bài. Có vẻ sẽ là không có ốp dành cho vị trí của Poison, mà đúng rồi. Bên Winigo họ chỉ lên cho mình 3 khẩu SG cùng nó 2 khẩu AK thôi. Bây giờ bên phía G2 đã có ốp cho Kenneth rồi. Winigo sẽ gặp rất nhiều khó khăn với cái khẩu ốp này. Và bây giờ có vẻ như Winigo là muốn set up về khu vực bom sai A nhưng lại có đến hai player di chuyển ra ở khu vực outside. Liệu có phải là một round Winigo muốn vây bom sai A lại và đánh vào bom A hay không đây? Kenny đang di chuyển ở dưới Secret. Nhưng đây là một quả lửa ném xuống khu Secret lỗi rồi. Một quả lửa ném rất dễ dàng rồi, nhưng Winigo thì mình họ cũng ném lỗi hai quả lửa được lỗi liên tục. Đang có người trèo lên thùng đỏ để pick người, đó chính là vị trí Poison. Nhưng Kenneth sẽ đẩy lên cho bạn mình rồi, nhìn thấy rồi. Nhưng Kenneth cũng chỉ đổi được một trước khi bia của Merbit thôi. Đó là một tình huống kê lại cho đồng đội. Nhưng hơi đen là Kenneth vừa rồi phản xạ rất nhanh. Đây là một bài di chuyển ra outside đến từ bên phía của team Winigo Gaming. Heaven A của G2 hiện tại đang không có người. Nếu như mà để đối phương lên Heaven thì bom xe A sẽ bị bao vây đó. Một tình huống 4v4 rồi, G2 Sport Hunter đang quyết định đẩy. Sẽ là hợp lý thôi, đẩy ngược lại rồi. Đây sẽ một tình huống retake bom dài ngược đến từ bên phía team G2 chẳng. Bên phía G2 đang chủ động đẩy rất nhiều vị trí lấy thông tin, và họ biết được rằng đối phương sẽ chỉ vào từ Heaven. Cùng với đó là mini thôi. Bây giờ thì những góc bắn của G2 nó đang trở nên chắc chắn hơn khá là nhiều. Vâng, Hunter cũng đã đổi vị trí, và liệu Kalik cùng với đó là vị trí Bubble có vào được bom dài không đây? Vâng, Tham chỉ còn 20 giây thôi. Đánh chậm nó luôn luôn là một con dao hai lưỡi và sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thì bắt đầu có thằng Winigo tràn vào. Hunter nằm rồi, Kalik làm được cả phạm của Nexa. Nhưng Amanek ở đây cũng đã lộ vị trí và đưa về là 4m2. Thì bên phía G2 có vẻ hai player sẽ đi xếp súng rồi. Hunter cái khoảng tham minh cận kề nhất thì anh chàng Hunter lại bỏ tâm đi. Khi mà cái tâm đã được đặt rất đẹp rồi thì Hunter lại không thể kết thúc được mạng. Tình huống đang là 2v4 hơi khó rồi. 2v3 thời gian không còn là nhiều nữa. 2v2 rồi. Gai Sport có làm hay không đây khi mà Jack vừa rồi đã làm đổi. Bubble và Hansi còn duy nhất một quả flash trên người thôi. Jack phát hiện ra được một người rồi. Amrex đẩy vào. Bubble kết thúc Amrex thành công. Tham mình là không đủ rồi.
Và đây sẽ là một quyết định chạy đi đến từ chàng Jack thôi, nhưng Bubble đang đuổi theo là rất cục xúc thôi. Bạn đó là thứ 11 dành cho Winigo Gaming, 2-4 thì đưa về là 1-1. Winigo Gaming có vẻ như cũng là họ hàng xa của mấy ông G2 thì phải. Một thằng nó cũng gọi là top team đến từ bên phía G2. Và đó là Manek mà kết thúc được vị trí Bubble trong side hoàn toàn là kịp khi mà có kit đến từ bên phía G2 Esports. Nhưng bây giờ thì 11-8 rồi, G2 vẫn full bài được và vẫn lạc khẩu ôm trong tay của Kenneth. HG đã phi rất nhanh vào khu vực H, nhưng anh ta không thể di chuyển vào ngay được. Poison đang cố gắng pick cửa vàng, nhưng Hunter đứng ở trên thì góc cây đẹp hơn. Kenny không, đó là Armanek cũng đang ngắm bóng nhưng chỉ làm khẩu M4 thôi. Armanek đang là người giữ lại khu vực mini, nhưng ở round đấu này Winigo không ai di chuyển ở outside cả, mà các thành viên khác đều tất cả các player đều đang giữ ở ngoài khu vực cửa vàng cùng với nhà vàng. Vâng, vừa rồi Bubble vừa bị spam, chỉ còn như mình 40 máu và một lợi thế hơn máu được bên G2. Họ liệu có thể tối ưu được cái lợi thế này không đây? Nexa thì đang có khẩu mạng 7. Nếu mà bên phía của Winigo di chuyển không cẩn thận thì sẽ là cống tiền cho vị trí của Nexa. Và bây giờ thì Winigo họ đang chuẩn bị để set up bom size rồi. Một quả nết lỗi rồi. Một quả nết muốn ném lên cục Heaven nhưng không thành công rồi. Set up full bài khu bom size A, nhưng đây là tình huống di chuyển xuống ram. Vâng, Jack đang phải trốn thôi. Hợp lý đến từ anh chàng Jack. Bom sai B đang chỉ có 2 thành viên thôi. Kenneth và anh chàng Jack chiến được ram đến từ Winigo Gaming rồi. Nhưng mà đây là một tình huống gây áp lực ở ram và vòng ngược về A đến từ Winigo. Họ đang đánh với của Tham Minh là rất chậm rồi. Vẫn vị trí cầm Mark 7 đến từ Nexa vẫn cứ là đẹp thôi. Chí ơi, Nexa sẽ làm mấy mạng đây chí? Tôi nghĩ rằng Nexa bây giờ anh ta sẽ làm được cho mình một mạng thôi. Vâng, và liệu có được hay không đây? Nhưng góc đứng của Hunter thì lại đang được đồng đội hút và sẽ đẹp hơn. Và đúng là không có bạn nào theo Nexa cả, đến Hunter. Anh ta cũng chỉ đổi được một ở trong bombsite và đang là một tình huống đánh vào bombsite rất nhanh chóng đến Winigo. Tham chỉ còn 10 giây thôi. Kenneth flick được một người rồi. Và Armanek cũng kết thúc được cả link thành công. Tham chỉ còn 5 giây và không kịp thời được Armanek làm đôi. Vâng, rất nhanh chóng. Không sao Kenneth phát hiện xuất hiện nhanh quá, trời ơi. Quá tuyệt vời đến từ cái tay G2. 9-11 rồi. Vâng, nếu anh em nào bị đứng hình thì anh em hãy thử F5 lại xem câu chuyện nó có khác biệt được hay không. Khi mà bọn tôi ở đây xem trên clip feed vẫn rất bình thường. Mất mạng à? Nếu bây giờ anh em F5 mà không được thì tôi cũng không biết là phải làm thế nào nữa. Tại vì bọn tôi mới ngồi ở đây, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất bình thường. Đúng. Vẫn có mạng. Vâng, máy vẫn đang có mạng bình thường. Game vít vẫn chạy. Nhưng mà không hiểu sao là máy stream thì đang không hiểu là có lỗi gì. Bao anh em đợi chúng tôi một lúc để chúng tôi tìm hiểu xem. Thử chuyển về màn hình khác, chuyển lại. Sao mà chuyển sang màn khác? Chuyển sang màn đấy. Và bây giờ thì có vẻ như là trận đấu mọi thứ đã trở lại được bình thường rồi. Nhà đài chúng tôi đã trở lại. Vâng, nhà đài 500 đã trở lại trên đài truyền hình rồi. Không biết là chúng ta đã bỏ lỡ qua những cái gì đây.
phải xem lại thôi, phải xem lại thôi thì mới biết được. Một cái tình huống cũng hơi giật mình. Tôi bóp một chút, không biết là vì mic bóp tôi thì tôi hơi đau. Có vẻ như là round thắng đến từ bên phía G2 và Winigo thì bắt đầu đi round và hết tiền chăng? Bên phía G2 họ đang có ốp của Kenny. Vâng, bây giờ thì bên phía Winigo họ cũng đang có ốp trong tay của Poison rồi. Liệu là bên nào chiến thắng đây? Khoảng cách hiện tại chỉ đang là một round thôi. Ồ, có nét khá đau nhưng Amnex đang đẩy ra outside rồi. Liệu tình huống đẩy này có được hỗ trợ hay không? Đây có người hỗ trợ nhưng không thì đổi mạng đến từ Kenneth. Không ốp Kenneth đâu. Có vẻ như anh ta bị dính flash và phải lùi về rồi. Vừa rồi đúng lên cái timing mà Kenneth cần phải cover nhất thì Kenneth lại tắt off đi. Bên phía team Video Gaming, Poison sẽ đối đầu với Kenny trong round thiếu này. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Và có vẻ như Poison vẫn chưa phát hiện ra được vị trí của Kenneth ở đâu. Đây sẽ là một tình huống xem ai trì hơn nào. Poison thì nghĩ là bên phía G2 Kenneth đứng ở cái chân cầu thang kia, bắt đầu ném full bài rồi. Kenneth có phải như đã bắn chuyện không? Kenneth đang bị tổ quay và Kenneth nằm xuống rồi. Một người bên phía team G2 đổi mạng nhưng Nexa vừa rồi làm rồi. Một tiếng đẩy đao sai rất nhanh, em biết lộ vị trí rồi. Nexa đang trốn trong chính quả smoke mà bên phía team video trả ra. Nhưng em biết vừa rồi spam chết được Nexa. Một tình huống spam hơi phong cách của một tình huống nhảy ra đúng lúc đối thủ đi vào, quá bất ngờ. Đây người ta gọi là hay không bằng hên này mà. Pha trước thì Nexa có vẻ như đã bị lộ chân, nhưng mà pha thi đấu sau thì nó phải gọi là hoàn toàn là ăn rùa rồi, ăn dâm, ăn hên ăn rùa rồi. Đây cái tình huống không lộ tình huống vừa rồi Nexa còn chưa lộ cả chân cơ. Không lộ chân. Chiến thắng đến mồm rồi mà G2 vẫn để rời. Mới 20 cho bên Winigo. Bây giờ thì G2 lượng súng của họ đang yếu đi rất nhiều. Kenneth không còn là ốp nữa mà đó là một khẩu M4S. Bên G2 có vẻ họ đang khá là thích thi đấu với khẩu M4S này thì phải. Trong đó Winigo đã xuống được khu vực ven rồi và giật lao một chút thì Bubble đang di chuyển lên cái khu vực vàng điện tử, nhưng mà có vẻ như có người đang ở rất gần vị trí của Bubble. Vâng, bên với G2 Esports đội hình của họ vẫn đang khá là chắc chắn khi mà Winigo cũng đang chủ động chơi chậm rãi hơn. Mà liệu bây giờ bên phía Winigo họ có được đem về được ra làm thứ 13 không đây? Cài được HG ở dưới khu vực, cài được vị trí của Bubble dưới khu vực bom side B thì có vẻ như là Winigo sẽ muốn đánh B thôi. Vâng, HG không, đây là lỗi HUD rồi. Jack là người duy nhất kê lại ở khu vực B-Ram. Mình đã phát hiện ra được tình huống tràn vào, chắc chắn là sẽ bị bắt thôi. Một tình huống setup để bắt vào vị trí của Jack rất đơn giản của bên phía Winigo. Kalik có thêm được cả mạng của Nexa nữa. Và đây khả năng cao là round thắng thứ 13 cho bên phía Winigo. Bây giờ Kenneth bắt được một người trong side, lộ vị trí rồi. Và Kenneth đang bị tổ quay vào bởi cả hai vị trí người của Bubble cùng với đó là Merbit. Vâng, SG cùng với Gali dí vào và cuối cùng thì Kenneth đã phải nằm xuống. Vâng, bên phía G2 Esports họ chỉ còn Amanek cùng với nó Hunter rồi. Có vẻ là hai người sẽ phải đi xếp súng. Vâng, liệu bên phía của G2 họ có xếp súng được thành công hay không đây? Amanek, anh ta vẫn đang ở một vị trí khá là an toàn. Hunter thì cũng đang bỏ đi rất xa rồi. Bên với G2 ở round đấu sau, với cái lượng tiền này thì có vẻ như họ sẽ quyết định là eco, chỉ để cho Amanek cùng Hunter giữ lại những khẩu M4 để làm những cái khẩu súng hy vọng khi mà bên với Winigo cũng sắp chạm tay đến với những cái match point.
13 dành cho bên phía team Vidigo rồi. G2 Esports bắn mắt lúc này thì cũng chỉ thua mỗi Astralis thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì có vẻ như họ sắp sửa thua thêm ở Vidigo rồi. Không hiểu sao làm gì mà lag thế nhở. Lag này không biết là lag do mạng hay là do clean feed nữa đây. Round đầu thứ 24, bên G2 Sport đúng là quyết định là eco trắng luôn. Chỉ có Amanek cùng với Hunter là có hai quả M4 xếp được từ round đầu trước. Thì đây, nó sẽ là round thắng thứ 14 dễ dàng cho bên phía Winigo trắng. Hay là G2, họ lại làm nên những điều thần kỳ. Và bây giờ thì rất nhiều thành viên đang ở khu cửa vàng. Hunter đẩy ra thứ 5, mình rất khó chịu và suýt chút nữa là triple kill dành Hunter. Nhưng Mervit cũng chỉ có 34 HP thôi, cơ hội vẫn còn. Bubble cũng vừa ăn một viên Glock vào mồm chàng. Bây giờ thì đúng là có một mình Kalik ư? Kalik tiếp tục kéo bắn đánh xa, kết sót lại Kalik đem ra thắng 11 cho G2. Và đúng là bên phía G2 họ làm nên được những cái điều thần kỳ. Cứ lúc nào clean fit giật lát cái thì bên phía team G2 Sport lại có một round thứ thần kỳ rồi. Round thứ vừa rồi là một round thứ echo rồi. Và những khẩu súng to của bên phía team G2 đã ít nhất đổi 2 đổi 3 rồi. 11 dành cho bên phía team G2 Sport. Bên phía team Video Gaming mặc dù họ đã có những tình huống thắng thồng nhưng nó sẽ gọi là hơi yếu tiền đến từ Vidigo rồi. Phá cửa vàng từ sớm đến từ vị trí Bubble nhưng Amrex đang sấy rồi. Bubble tự đứng trên lửa của chính mình rồi. Hát gì đổi một trước khi mà bị kết thúc bằng Nexa. Bây giờ thì bên phía của Vidigo họ vẫn đang có được lợi thế hơn một chút về máu nhưng không phải là quá đáng kể. Trong đó G2, đội hình của họ vẫn đang khá chắc chắn rồi. Mình có cài được một người xuống secret. Nhưng bên phía G2 đã có người ở khu vực bom side B để chờ sẵn không? Không, vậy là bên phía của G2 một người đang ở khu vực A-Ram. Cũng đó là hai người ở trên bom side A, một người lại ở tận outside cơ. Có vẻ như bên phía Winigo cũng đang muốn đánh về khu vực bom side A rồi. Bubble đang quắc ngược nhưng có Kenneth ở đây. Một pha bắn rất nhanh của Kenneth đem về cái lợi thế hơn người cho bên phía G2. Và bây giờ thì Winigo họ bắt buộc sẽ phải đánh về một khu vực bom sai nhất định thôi, không còn những tình huống bò trườn hay fake nữa. Còn có vẻ họ đang lựa chọn bom sai A. Nhưng góc đứng của Hunter thì đang là rất đẹp, cùng với nó cả Amanek giữa một mạng và double kill thì Amanek không còn gì dễ hơn. Rách thì thấy được Poison rồi, Poison không còn nhiều cơ hội trong round đấu này. 12-13 dành cho bên phía của G2 Sport và họ bắt đầu chương trình comeback của mình chăng. Và sẽ là một tình huống cân bằng tỷ số rồi. Nhưng tôi xin phép anh em là không biết là chúng ta nên đổi mạng gì nhỉ? Hơi bị lag đến từ cái máy đang phát. Tôi nghĩ là chúng ta nên cho nó thêm một cơ hội nữa. Thôi cơ hội kết thúc rồi. Ok. Vừa bảo cho cơ hội phát thì ngay lập tức là nó phụ lòng thôi. Chúng thôi. Ta hãy thử đổi mạng xem. Cơ hội kết thúc. Nước mắt tuôn rơi thì sẽ không kết thúc. Đây rồi, chúng ta đã đến với một đường chuyển mạng mới và bùm. Một round thắng diễn ra nhanh như thế ư? Hay là chúng ta chỉ vừa mới xem lại replay thôi vậy? Vết bậc. À đâu? 13 đều đấy không được hay. Ra vừa rồi là Rico đến từ Winigo mà. Vậy là họ, có vẻ là họ quyết định rush vào bom xe A và họ đã thua khá là nhanh chóng. Nhưng bây giờ Winigo họ đang đổi hướng rush về B rồi. Kemi S1 mạng rồi, double kill không, đó là bạn thấy nó rách và đánh xa. Nhưng bây giờ thì còn một mình Bubble thôi và Umbala Zibur vào thắng thứ 14 dành đến cho bên phía G2 rất nhanh chóng. Mới chỉ khoảng 20 giây thôi nhưng bây giờ thì Bubble đổi được tiếp mạng Hunter đưa về 1v3. Cơ hội để clutch là rất nhỏ khi mà bên phía G2 tiếp tục là kè né tỏa sáng với cậu ốp này. Hay 14-13 dành cho bên phía G2 rồi.
và hãy cùng nhìn lại cái tình huống mark off đi tăng cơ này của G2KNS. Một tình huống mark off đẩy vàng luôn. 14 sẽ bên G2 rồi. Video gaming thì họ sẽ hấp bài, sẽ full bài được rồi. Poison đang là người có hop và Poison lại muốn một lần nữa pick cửa vàng rồi. Vâng, và Poison bắn chết được Hunter nhưng mà ngay lập tức bị quả lửa Hunter đốt chết rồi. Để bỏ cũng là Nexa đổi một trước khi kết thúc với Embiid. Tình huống đang là 3v2. KNS lộ vị trí rồi, cửa vàng hình như là có người kia kìa. Vâng, người cửa vàng đâu? Người cửa vàng không được kết thúc rồi. Bạn còn lại bị KNS kết thúc ngược cơ. Và được, đó là hai mạng dành cho vị trí của anh chàng KNS. Có vẻ như là Kenneth bắn hơi nhanh thì mà chúng ta chưa kịp theo dõi. Vừa rồi có vẻ Kenneth nghe thấy tiếng bật tâm ở đó và một pha free fire thẳng vào luôn. Cái đấy thì tôi không phải rõ được, nhưng vừa rồi thì Kenneth chính xác hơn là làm hai rồi. Chứ cũng không có lý do gì mà Kenneth lại free fire thẳng ở đấy cả. Chắc là đã nghe thấy tiếng bật tâm rồi. 15-13 dành cho bên phía G2 Esports và liên tục là những round thắng cực kỳ quan trọng. Hai cái match point để Winigo phải cứu. Có vẻ khó rồi G2, những round thi đấu cuối này họ bắn bay quá. Họ đang bắn quá bay, nhất là vị trí của Kenny. Và bây giờ thì liệu Kenny có tỏa sáng được nốt round cuối cùng để đem về chiến thắng cho bên phía G2 không? Với cái phong độ bên bát ở SL1 New York cùng đó là cả Dreamhack Master Mano, G2 bây giờ cũng đang rất muốn chứng tỏ mình với một cái hai player mới, đó là Hunter và Nexa. Bây giờ thì các thành viên G2 đang bắn đều nhau hơn rất nhiều rồi. KNS đã có đến 20 frag rồi, trái ngược hẳn với bên phía chính tài. Bây giờ đang có hai quả smoke ra phục vụ Aloy, nhưng có tiếp một quả lửa đến từ KNS trả ra rất đúng timing để cản các thành viên Winigo lại. Đường HG thì chỉ có một pha mà thấy chân của HG, nhưng vẫn là một pha bắn tốt của KNS đem về lợi thế hơn người cho bên phía G2 Esports. Armanek đã xuất hiện ở trong bom side B rồi. Và đây ạ, là một góc bắn khá đẹp cho Armanek. Liệu bên phía G2 có thể tận dụng được cái lợi thế hơn người này hay không đây? Tiếp tục là KNS có mạng của Merbit đưa về là 4v3 khi mà Poison đã đổi mạng thành công. Bây giờ thì Jack Z này đã kết thúc được mạng của Apple và có thể sẽ là ra thắng thứ 16 dành cho G2 thôi. Bên phía Winigo họ đang bị bắt người rất nhiều. Và Hunter, anh ta sẽ thấy được Poison trong tình huống này. Vâng, Poison sẽ phải chết thôi. Hunter đang ở vị trí sau quá đẹp rồi. Armanek có được bóng Kalik và nó sẽ là no hope dành cho Poison. Rồi, xin hẹn Winigo ở trận thi đấu tiếp theo. Chứ ở trận thi đấu này thì gọi là hết cơ hội rồi. Poison lên bom xe A nhưng Nexa đã đợi sẵn rồi. Và đó là cái án tử dành cho anh chàng Poison. Vâng, vậy là trận thi đấu đã kết thúc rồi. 2-0 dành cho bên phía của team G2 Esports. Còn Winigo Gaming thì sẽ là hẹn gặp lại vào tối ngày hôm nay rồi. Cơ hội của họ thì đã chấm dứt. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bây giờ là 5:20 sáng rồi, nghỉ ngơi về sớm thôi anh em ơi. Going to forget.